Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã ghé Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn, hôm Chủ nhật 12 tháng 7 để tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở bang California. Tại cuộc tiếp xúc do Văn phòng Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal tổ chức tại Coastline Community College ở thành phố Westminster, ông Osius nói Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương là nhân tố có thể củng cố quan hệ hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trước sự bành trướng của Trung Quốc, và TPP có thể là động cơ thúc đẩy Hà Nội phải cải thiện nhân quyền. Báo Orange Register tường thuật rằng, tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Ted Osius nói, mặc dù con đường còn khá dài trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam cải thiện nhân quyền, cho phép tự do tôn giáo và ngưng trấn áp giới bất đồng chính kiến trong nước, ông vẫn lạc quan rằng Hoa Kỳ có thể giúp mang lại những thay đổi tại Việt Nam theo hướng đó. Theo ông Osius, thì toàn bộ tiến trình đã được đẩy nhanh trong nhiều năm qua, nhưng năm nay có thể là một năm có tính quyết định. Đại sứ Osius nói, Hoa Kỳ có thể dùng sức bật ngoại giao để tăng sức ép với Việt Nam, hối thúc Hà Nội cải thiện thành tích nhân quyền, mà theo tổ chức Human Rights Watch vẫn vô cùng tệ hại trong tất cả các mặt chủ yếu. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói, nếu Việt Nam muốn gia nhập Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và hưởng lợi từ Hiệp định này, thì Việt Nam cần phải thỏa mãn các tiêu chuẩn cao về tự do. Đây là chuyến đi thăm đầu tiên của Đại sứ Osius Taliro Sài Gòn từ khi ông lên nhậm chức hồi tháng 12 năm ngoái. Mục đích là để lắng nghe những quan tâm của cộng đồng và giải thích chiến lược của chính phủ Tổng thống Obama nhằm cải thiện các quyền tự do cho Việt Nam. Báo Los Angeles Times hôm 13 tháng 7 đăng bài viết rằng cộng đồng người Việt tị nạn đang theo sát những diễn biến mới trong quan hệ Mỹ-Việt với ánh mắt nghi kỵ. Tờ báo tường thuật rằng trong cuộc tiếp xúc với hơn 350 người thuộc cộng đồng người Việt hôm Chủ nhật, Đại sứ Osius nói, Việt Nam cần hai thứ từ Hoa Kỳ, đó là thịnh vượng và an ninh. Ông Osius cho rằng do đó, Hoa Kỳ đang nắm một cơ hội vô cùng thuận lợi để có thể thuyết phục Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền và các quyền tự do. Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc đã làm dấy lên quan ngại trong các cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản, vốn vẫn nghi kỵ chính phủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tham dự buổi tiếp xúc của Đại sứ Osius tại Little Sài Gòn có nhiều vị dân biểu Liên bang Hoa Kỳ. Ngoài dân biểu Alan Lowenthal, còn có các dân biểu Ed Royce và Dana Rohrabacher thuộc Đảng Cộng hòa và dân biểu Loretta Sanchez thuộc Đảng Dân chủ. Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, bày tỏ quan tâm về cách đối xử với giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Ông nói, chính quyền Việt Nam đối xử với một số người như thể họ là loài thú vật. Họ bị nhốt chung với các tội nhân hình sự nguy hiểm. Các tội nhân này được khuyến khích để đánh đập những người bất đồng chính kiến bị giam cầm. Cộng đồng người Việt trên khắp Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động vi phạm nhân quyền mà họ cho là vẫn tiếp diễn tại Việt Nam.